Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Kim Phạm chân thành cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Nếu thấy thông tin Kim chia sẻ hữu ích, cô chú và anh chị em có thể bấm like, chia sẻ video, cũng như bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận được video mới nhất. Thông tin hôm nay Kim muốn đem lại đến cô chú và anh chị em của ngày 12 tháng 10 năm 2020, tin bao gồm những nội dung sau đây. Tình hình COVID-19 của Mỹ hiện nay như thế nào ở những tiểu bang, có phải là đang gia tăng lên hay không? Cuộc tranh luận của Tổng thống Trump lần 2 vào ngày thứ 5 tuần này sẽ bị hủy bỏ bởi vì Tổng thống Trump nói ông không muốn tham gia cuộc bình luận qua phone. Và Kim sẽ cho cô chú và anh chị em diễn biến gần đây nhất của cái gói cứu trợ lần 2 cũng như tấm chắc lần 2 và tiền thất nghiệp nhé. Thì đây là tin tức của ngày 12 tháng 10 năm 2020. Kim mời cô chú và anh chị em theo dõi bản tin chi tiết và hy vọng mọi người có một ngày thứ hai tuyệt vời nhé. Sau đây, Kim mời cô chú và anh chị em xem một đoạn video ngắn cập nhật mới nhất về tình hình COVID-19, rồi mình sẽ tiếp tục cập nhật về cái gói cứu trợ lần 2 nha. Washington DC reporting daily increases in cases as deaths are rising in a dozen states plus Puerto Rico. This morning this has not been a good week for most of the United States in the fight against this virus. 10 states hit record high new cases, 11 had record hospitalizations and 2 states hit record high deaths, and that's as some health experts warn things could only get worse as the weather continues to cool down. This morning, as the president claims COVID-19 is disappearing, the numbers nationwide do not align with that assessment. The U.S. with 3 straight days of 50,000-plus cases for the first time since August, with hospitalizations rising in 34 states. The Minnesota Health Department now announcing 9 cases tied to a Trump rally last month, with 2 people hospitalized. Next door, Wisconsin is enduring the worst outbreak in the nation, its positivity rate at 17.6%, far higher than neighboring Illinois. The problem is, everybody's not on the same page. You know, some states are open, some are closed, you know, it doesn't make any sense. And much like the rest of the country, here in New York, officials are monitoring hotspot areas, what Governor Cuomo calls 4 red zone counties that are accounting for nearly a fifth of the state's new cases, despite having less than 3% of the population. Dan. Thì đó, cô chú và anh chị em cũng thấy là có 10 tiểu bang có số ca nhiễm rất là cao và 11 tiểu bang có số ca nhập viện rất cao và 2 tiểu bang có những cái số ca tử vong cao ha. Thì Kim mong rằng cô chú và anh chị em luôn giữ gìn sức khỏe nha, bởi vì trời lạnh sắp tới rồi thì có thể nó mình đi ra ngoài đường thì dễ bị bệnh hơn nữa đó. Cũng như thống đốc của tiểu bang New York, ông Cuomo cho biết hôm Chủ nhật rằng là các khu vực được gọi là cụm có 2,8% dân số của tiểu bang, nhưng đã có 17% trong số tất cả các trường hợp xác nhận dương tính được báo cáo trong tuần vừa qua. Trên toàn nước Mỹ thì tổng cộng có 7.8 triệu ca nhiễm và trong khi đó là khoảng 215.000 người đã tử vong. Trên thế giới thì hiện thời điểm này là có khoảng 37.6 triệu ca nhiễm và 26.1 triệu là đã được hồi phục và 1.08 triệu là đã tử vong. Thì đó là tình hình cập nhật về COVID hiện nay. Bây giờ Kim sẽ tiếp tục cập nhật về gói cứu trợ cho cô chú và anh chị em nha. Thì Kim sẽ tóm tắt lại cái diễn biến cho cái cuộc đàm phán, rồi Kim sẽ tiếp tục cung cấp cho cô chú và anh chị em tin mới nhất cũng như là tin vui hay tin buồn về cái này nha. Thì cô chú và anh chị em cũng biết là đã cả hai bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đều cho rằng là họ muốn cho người dân Mỹ tấm chắc lần 2 cũng như là thông qua cái gói cứu trợ lần 2 này, đúng không? Cô chú và anh chị em nào theo dõi video của Kim về cái cập nhật này thì cô chú cũng biết là cái bên đảng Dân Chủ thì muốn tiêu nhiều tiền hơn so với đảng Cộng Hòa cho cái gói cứu trợ này, nhưng mà đảng Dân Chủ nói là chính phủ nên chi tiêu 2.2 nghìn tỷ. Bên cạnh đó thì bên đảng Cộng Hòa nói là 1.8 nghìn tỷ là đủ rồi. Và con số khác biệt là 400 tỷ hiện nay ha. Thì đảng Cộng Hòa không muốn tăng con số cho cái gói cứu trợ này thêm nữa vì họ không có muốn nước Mỹ phải gánh nhiều nợ hơn cái mức mà cần thiết. Bởi vì họ nói rằng nó sẽ làm tổn hại nước Mỹ về lâu dài sau này. Đảng Dân Chủ nói rằng 400 tỷ tăng thêm là hợp lý bởi vì chúng ta đang ở giữa đại dịch. Thì cả hai bên đã đồng ý hỗ trợ cho người dân Mỹ tấm chắc 1.200 lần 2, gia hạn trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, rồi một vòng 2 của PPP, hỗ trợ người thuê nhà và tiền nhà, mortgage, cho tiền cho trường học, bệnh viện và thực phẩm.
Và câu hỏi hiện nay đặt ra rằng nếu như cả hai bên đều đồng ý về những cái chương trình kim mới nêu trên thì vậy tại sao họ không chịu thông qua các cái mục mà họ đã đồng ý ngay bây giờ rồi sau đó tiếp tục thương lượng về những cái điều mà họ không đồng ý và cố gắng thực hiện những cái điều đó cũng như là giải quyết những cái khác biệt một cách riêng biệt giống như làm những cái gói nhỏ khác nhau. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ bà Nancy Pelosi không có đồng ý với cái cách mà thông qua gói cứu trợ từng phần nhỏ này nha cô chú. Và đảng Cộng Hòa nói rằng là đảng Dân Chủ cần phải thương lượng cho đến khi mà họ đồng ý về mọi thứ, nếu không thì người dân Mỹ sẽ chẳng được gì. Thì cô chú và anh chị em cũng biết rằng là nhiều chính trị gia của Dân Chủ không đồng ý với cách mà bà lãnh đạo bà Nancy Pelosi cho là một á, là thông qua hết mọi thứ, hai á, là nếu không á, thì sẽ không có cái gì cả. Và họ cũng có những tuyên bố và thư từ trong hồ sơ nói rằng là họ không đồng ý với lãnh đạo của mình. Thì thông tin mới nhất là đảng Dân Chủ vẫn muốn thông qua cái gói cứu trợ 2.2 nghìn tỷ, đảng Cộng Hòa chỉ muốn 1.8 nghìn tỷ và đây là những gì mà đang tiếp tục được đàm phán. Thứ nhất là nhóm đàm phán của Nhà Trắng họ muốn sử dụng lại cái số tiền còn lại từ cái gói cứu trợ lần đầu của đạo luật CARES Act. Tiền của cái đợt đầu vẫn còn hàng tỷ đô la chưa dùng đến và cái số tiền này còn nó chỉ nằm sẵn đó đợi nhưng mà không có ai dùng tới hết. Thì ông Steven Mnuchin và ông Mark Meadows đã viết một lá thư vào ngày hôm Chủ nhật là cầu xin Thượng viện cho phép cái số tiền mà còn lại của cái gói cứu trợ đầu tiên á, được sử dụng để giúp đỡ người Mỹ. Thì hiện giờ mình đang đợi Quốc hội và Thượng viện để giải quyết cái vấn đề tiền chưa tiêu từ cái gói trước coi có họ có được approve hay không ha cô chú và anh chị em. Nếu như được thì mình có thể là cái gói này có thể thông qua được thêm nhiều tiền ha. Và liên quan đến cái việc mà đàm phán cho cái gói cứu trợ hiện tại thì nhiều người đang hỏi liệu Đảng Cộng hòa có ủng hộ cho cái gói cứu trợ 1.8 nghìn tỷ này hay không. Thì để giải quyết câu hỏi này thì cố vấn kinh tế của Donald Trump, ông Larry Kudlow đã nói trên CNN rằng Thượng viện của Đảng Cộng hòa thực sự tham gia với sự hỗ trợ 1.8 nghìn tỷ, họ ủng hộ mạnh. Tổng thống Donald Trump bây giờ nói rằng là cá nhân ông muốn hỗ trợ cho một gói cứu trợ lớn hơn cái gói 2.2 nghìn tỷ của Đảng Dân chủ nữa. Tuy nhiên, rất khó có khả năng là Đảng Cộng hòa sẽ ủng hộ Tổng thống Trump với bất cứ cái thứ gì lớn hơn 2.0 nghìn tỷ nha cô chú và anh chị em. 400 nghìn tỷ khác nhau giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không chỉ là con số mà đây là nhiều thứ có liên quan đến chính sách của đảng. Thí dụ như là đảng Dân chủ thì muốn nhiều tiền hơn chăm sóc sức khỏe cho người dân, chẳng hạn như là cho những cái người mà bị thất nghiệp đó vẫn được tiền để mà đi khám bệnh. Thì bên cạnh đó đảng Cộng hòa thì muốn phải giống như là hủy bỏ hoặc là chấm dứt về cái việc mà chăm sóc sức khỏe, cái Affordable Care Act luôn. Và cái thứ hai là về tiền hỗ trợ cho COVID, bà Nancy Pelosi cho rằng là sẽ cần 75 tỷ để hỗ trợ cho COVID. Bên cạnh đó thì đảng Cộng hòa chỉ muốn 45 tỷ mà thôi. Thì chúng ta cũng thấy là hai bên cũng đang tiến tới gần hơn về cái số tiền cho cái gói cứu trợ này và bây giờ thì những người chính trị gia đang tiếp tục xem lại những con số của hai bên đưa ra như thế nào và mong rằng họ được chấp thuận bởi cái lá thư của ông Steven Mnuchin và ông Mark Meadows đưa lên xin cái số tiền còn lại của cái gói cứu trợ đầu tiên mà chưa xài được đó. Thì bây giờ có thể lấy ra dùng thì mọi người có thể thông qua cái gói cứu trợ này sớm nha. Và đó là cập nhật mới nhất trong thời điểm hiện nay về gói cứu trợ cũng như cuộc đàm phán cho cái gói cứu trợ lần 2 này Kim muốn đem lại đến cô chú và anh chị em nha. Và về phần tiền thất nghiệp thì sau đây là những tiểu bang còn vẫn còn đang đợi tiền và chưa được approve ha, là Alaska, Kansas, Nebraska, New Jersey, Virginia và Wisconsin. Thì Kim muốn đem lại những thông tin này cho cô chú và anh chị em. Nếu Kim có thông tin gì mới, mỗi ngày Kim sẽ cập nhật cho cô chú nha. Kim mong rằng cô chú và anh chị em luôn giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Kim chào tạm biệt và hẹn gặp lại.